bây giờ bác đang ở bản Mông cả nhà nhá. Vào xem anh Lý Chống. Đấy, anh Lý Chống đấy là làm giáo các loại giáo cuộc sen làm bằng thủ công nhá. Bây giờ làm bằng thủ công thì hiếm lắm. Giáo này cán làm bằng cán gì anh Lý Chống? Cán gỗ vì giáo nhỏ là sức nấu đúng không? Đây là cái lò thổi này. Một ngày là làm được bao nhiêu cái chính xác? Nếu mà mình làm hoàn thiện thì một ngày được bao nhiêu cái? Hoàn thiện là chỉ có 3 cái, 4 cái. Ồ, 4 cái vẫn được nhiều rồi. 4 cái là cùng. Cùng mình đó, đúng không? Tăng, phải tăng tốc. Cùng. Làm là 6 giờ sáng. Đủ cắt loại giáo rồi nhá. Làm bằng từ cái nhíp ô tô này này. Đây. Cắt từ nhíp này ra này. Làm nghề này có phải học không đi chồng? Có phải đi học về không? Không. Hay là tự làm thôi? Học thì đương nhiên là cũng học, như là chỉ có là học học đi làm với họ. Mình đang nhỏ thì đi làm với Có là mình làm giúp với họ đúng không? Thường thì công nghệ bây giờ là công nghệ 4.0, 5.0 thì họ làm bằng công nghiệp, làm bằng máy đấy, máy đập rồi là rất là nhanh. Còn bây giờ là làm ở đấy đang còn thủ công, những con dao nào ra là rất là sắc bén, rất là bền bỉ đúng không? Giờ cái dao này là làm bằng cán là bằng sừng trâu đây. Cái dao này dao nhọn, dao mèo đấy. Có cả cái này này, cái này là để bứt cỏ à? Cắt cỏ. Này. Bà hôm nay lên đây làm hoàn thiện cái hồ sơ cho 4 đứa trẻ mồ côi. Xuống trung tâm bảo trợ thì ghé vào đi xem người Mông làm giáo bằng thủ công để cho các bạn biết được. Anh là mô nào? Em ở thị trấn. Cả nhà nhìn kia đang anh Lý Chống đang làm giáo thấy quen thuộc ngày xưa làm lò rèn không? Có từ trắng này. Từ xưa thì họ cũng chưa làm đâu. Giáo này chặt có mẻ không? Mẻ. Có mẻ không? Mẹ thì cái này thì cũng do mình dùng, nếu là mình cắt nó quá già thì nó cũng mẻ. Nếu là... không biết cách chặt nó vẫn mẻ đâu. Dạ. Cũng như cái ô tô, cái xe Có cái dao kia là anh làm à? Xem là cái dao to đấy. Dao bên cạnh anh đấy, đây cái dao to đấy. Cái này à? Ta làm à? Cái này thì họ đưa về sửa thôi. Đưa về sửa. Sửa cho họ. Một ngày là... anh thợ này làm được cả kịch kim là 4 cái cả nhà. Này bắt quay lại cái cảnh làm lò rèn của người Mông cho cả nhà biết được. Nhiều người không biết bảo là dao mèo là dao như thế nào, dao mèo ấy. Dao mèo là họ hay gọi là của người Mông. Ok cả nhà nhá. Xin chào cả nhà, bắt quay một đoạn video cho cả nhà thấy làm lò rèn của người Mông cho các bạn biết nhé.
xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những video khác nhé.